Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ năm ngày 31 tháng 8 năm 2023 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh. Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh bỏ phiếu thông qua hồ sơ quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030. Trao huy hiệu Đảng cho đảng viên 75 năm tuổi Đảng tại huyện Phù Cừ và huyện Khoái Châu. Khai mạc và trao giải triển lãm mỹ thuật khu vực đồng bằng sông Hồng. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 78 năm ngày Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, đoàn đại biểu lãnh đạo tỉnh Hưng Yên đến dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại nhà lưu niệm Bác Hồ, dâng hoa tại tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh. Dự lễ dâng hương, dâng hoa có các đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Tại nhà lưu niệm Bác Hồ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh bày tỏ lòng thành kính biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, vị lãnh tụ muôn vàn kính yêu của dân tộc Việt Nam, người có công lao vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước. Tại tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, các đại biểu bày tỏ niềm vinh dự, tự hào và lòng biết ơn trước những cống hiến của đồng chí Nguyễn Văn Linh. Đồng chí là tấm gương sáng ngời về phẩm chất đạo đức của người cộng sản, đóng góp nhiều công lao to lớn đối với sự nghiệp đổi mới, phát triển quê hương, đất nước. Thành kính, dâng hương, dâng hoa, các đại biểu tâm nguyện cùng đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh không ngừng phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, học tập quan điểm, tư duy đổi mới của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, đoàn kết thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, xây dựng Hưng Yên thành tỉnh công nghiệp hiện đại, nông nghiệp hiệu quả cao, phát triển nhanh và bền vững. Sáng nay tại Hà Nội, Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh tiến hành phiên họp thẩm định và bỏ phiếu thông qua hồ sơ quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đồng chí Trần Quốc Phương, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh chủ trì phiên họp. Cùng dự có đại diện các bộ ngành trung ương, các nhà khoa học, chuyên gia phản biện. Tham dự về phía tỉnh Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Phát biểu tại phiên họp, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa nhấn mạnh việc quá trình lập quy hoạch tỉnh Hưng Yên luôn bám sát định hướng phát triển của quy hoạch cấp cao hơn cùng các nghị quyết của Bộ Chính trị và nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19. Thời gian qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên cũng đã nỗ lực khắc phục những khó khăn, tập hợp trí tuệ, lãnh đạo triển khai thực hiện nghiêm túc việc xây dựng quy hoạch tỉnh Hưng Yên phù hợp với chủ trương đường lối của Đảng, đặc biệt là nghị quyết đại hội 13 của Đảng, rồi nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, rồi nghị quyết số 30 của Bộ Chính trị. Đặc biệt là chúng tôi bám rất sát nhiệm vụ lập quy hoạch theo quyết định số 870 của Thủ tướng Chính phủ. Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã tổ chức 4 hội nghị và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng đã tổ chức 2 hội nghị để thảo luận và cho ý kiến về dự thảo quy hoạch. Trong quá trình xây dựng quy hoạch thì chúng tôi cũng bám rất sát các cái nội dung định hướng của chiến lược phát triển kinh tế xã hội của đất nước thời kỳ 2021-2030, cũng như là quy hoạch tổng thể quốc gia và quy hoạch ngành quốc gia có liên quan, đồng thời đánh giá đúng thực trạng, dự báo xu hướng phát triển, xác định rõ những tiềm năng, lợi thế, những khó khăn, thách thức đối với tỉnh Hưng Yên để bảo đảm đưa ra những phương án quy hoạch, các giải pháp tăng tính khả thi phù hợp với khả năng cân đối các cái nguồn lực phục vụ cho phát triển, và đặc biệt là chú trọng cái liên kết phát triển giữa tỉnh Hưng Yên với các địa phương trong vùng, nhất là thủ đô Hà Nội. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn giới thiệu làm rõ một số nội dung trong quy hoạch, tập trung vào định hướng không gian phát triển của tỉnh với 3 trung tâm và 11 trục phát triển, tính khả thi của mục tiêu phấn đấu đến năm 2037, Hưng Yên là thành phố trực thuộc trung ương. Với cái điểm quy hoạch là từ trung tâm thành phố này thì sẽ quay compa trong vòng bán kính 5 km ở các trung tâm thành phố này thì chỉ có làm đô thị và dịch vụ, tách bạch riêng ra nó là đô thị
văn minh sạch sẽ và xanh sạch đẹp. Từ bán kính 5 km đến 15 km phát triển các khu công nghiệp sạch để tạo công an việc làm của các người dân ở các khu đô thị này. Từ 15 km trở lên thì phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Trên cơ sở xây dựng các trục trung tâm kinh tế của tỉnh có cả hiện hữu và kế hoạch thì gồm có 3 trục dọc và 8 trục ngang. Các trục dọc này thì gồm có 2 trục chủ yếu để phát triển kinh tế xã hội. Thứ nhất đó là trục đường kết nối 2 đường cao tốc. Toàn bộ các cái khu vực này là chúng tôi bố trí các cái khu công nghiệp. Và trục thứ hai đó là cũng từ kết nối với đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng. Toàn bộ dọc đây là chúng tôi tập trung đó là phát triển công nghiệp. Các khu công nghiệp quy hoạch là khoảng 9.500 ha. Và trục thứ ba đó là trục phát triển du lịch văn hóa và xã hội. Tất cả trục này là giáp sông Hồng. Trên cái trục này có rất nhiều các di tích quốc gia. Trên cái đường này là chúng tôi có hiện nay là chúng tôi có 2 cầu hiện hữu chuẩn bị đang triển khai thực hiện, đó là thứ nhất là cầu vành đai 4 đi qua và thứ hai là cầu 3,5. Chúng tôi có cái đất bãi sông Hồng đây khoảng 6.500 ha, chúng tôi mạnh dạn quy hoạch toàn bộ cho tất cả cái dẻo này, đó là phát triển đô thị dịch vụ và chủ yếu tập trung vào sân gôn. Từ cái việc quy hoạch không gian này sẽ đưa Hưng Yên ở chúng tôi theo đúng thực hiện nghị quyết của đại hội 19 của tỉnh là đến năm 2037 thì Hưng Yên trở thành thành phố trực thuộc trung ương, và chúng tôi xác định là 2030 thì Hưng Yên là cơ bản là trở thành thành phố trực thuộc trung ương. Ở đây có rất nhiều các cái cơ sở. Cái thứ nhất đó là 3 trung tâm đô thị này sẽ trở thành 3 quận, đó là Văn Giang, Mỹ Hào và thành phố Yên. Ngay Văn Giang hiện hữu của chúng tôi đang triển khai là 500 hecta các khu đô thị của Eco Park và 800 hecta của Vin đã đầu tư đô thị đây, tổng cộng đây khoảng 1.300 hecta xây dựng đô thị mới, không tính đổi cũ. Khu vực thứ hai là khu Mỹ Hào thì hiện nay là đang triển khai dự án khoảng 600 hecta đô thị, và khu vực ba thành phố Yên thì hiện hữu là 600 hecta nhưng mà xây dựng mới thêm khoảng 2.000 hecta nữa. Hiện nay Vân Đông chúng tôi đang triển khai Đại An của Vin Group khoảng 300 hecta và các đô thị hiện hữu đang triển khai khoảng 100 nữa, khoảng 400 hecta. Như vậy xây dựng một thành phố khoảng 400 hecta là vừa phải. Hai là Yên Mỹ cũng vậy, đang triển khai các khu đô thị ở đây khoảng trên 200 hecta và toàn bộ lân cận Yên Mỹ là các khu công nghiệp để kín để đặt cái đấy. Cái gì là đô thị để đến 2030 thì Hưng Yên chúng tôi còn đạt khoảng trên 65%, đến 2035 thì chúng tôi sẽ khoảng trên 80%. Thì đấy là đủ điều kiện để lên thành phố trực thuộc trung ương. Báo cáo thẩm định cho thấy nội dung hồ sơ trình thẩm định quy hoạch tỉnh Hưng Yên cơ bản phù hợp với nhiệm vụ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tuân thủ theo quy trình lập quy hoạch và tích hợp các nội dung theo quy định của luật quy hoạch. Đồng thời, kết quả đánh giá tác động môi trường chiến lược cũng cơ bản đảm bảo yêu cầu theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, các nhà khoa học, chuyên gia phản biện cùng đại diện một số bộ ngành trung ương cũng đề nghị cần có sự chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện một số nội dung, nhất là phải xác định rõ hơn nữa vị trí, vai trò của Hưng Yên đối với vùng thủ đô Hà Nội, vùng đồng bằng sông Hồng, những điểm nghẽn cụ thể trong phát triển để có phương hướng giải pháp tháo gỡ nhằm tạo sự đột phá, cần bổ sung nội dung sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã vào quy hoạch. Tại phiên họp, 29 thành viên hội đồng đã bỏ phiếu nhất trí thông qua hồ sơ quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, với điều kiện phải chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện. Kết luận phiên họp, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương đề nghị tỉnh Hưng Yên chỉ đạo cơ quan lập quy hoạch tiếp thu, giải trình và hoàn thiện một số nội dung trong hồ sơ quy hoạch. Thứ nhất là làm rõ về vị thế vai trò của tỉnh là nơi bố trí các công trình đầu mối, hạ tầng kỹ thuật và chia sẻ gánh nặng về hạ tầng cho sự phát triển một số lĩnh vực về kinh tế xã hội của thủ đô. Đề nghị xác định rõ thêm các cái điểm nghẽn trong phát triển trong kỳ quy hoạch như là diện tích đất nhỏ, mật độ dân số lớn, là rà soát xem xét lại các quan điểm, mục tiêu, kịch bản phát triển của quy hoạch tỉnh Hưng Yên, bảo đảm phù hợp với nghị quyết số 30, quy hoạch tổng thể quốc gia và các quy hoạch ngành quốc gia, và xem xét bổ sung các cái đơn vị hành chính là các đô thị cấp huyện, cấp xã cần sắp xếp theo quy định công điện số 616 của Thủ tướng. Phân bổ nguồn lực và giải pháp thực hiện quy hoạch cần được nhấn mạnh thêm về nguồn lực đất đai, rà soát theo các chỉ tiêu chênh lệch so với chỉ tiêu phân bổ theo quy định 326 về lao động, nguồn nhân lực, bảo đảm các cái chính sách giải pháp bố trí trong phương án phát triển các ngành lĩnh vực. Hưng Yên là tỉnh thứ 52 trên cả nước hoàn thành thẩm định hồ sơ quy hoạch tỉnh, hồ sơ báo cáo quy hoạch tỉnh Hưng Yên sau khi được chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện sẽ được trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt. Sáng nay, đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh,
trao huy hiệu 75 năm tuổi Đảng đợt mùng 2 tháng 9 cho các đảng viên cao tuổi Đảng tại huyện Phù Cử và huyện Khoai Châu. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao huy hiệu 75 năm tuổi Đảng, tặng hoa chúc mừng các đồng chí Lê Thị Xoài, 93 tuổi, sinh hoạt tại chi bộ thôn Đoàn Đào, Đảng bộ xã Đoàn Đào huyện Phù Cử. Đồng chí Nguyễn Văn Nghiễm, 99 tuổi, là đảng viên đang sinh hoạt tại chi bộ thôn Đỗ Xá, Đảng bộ xã Hồng Tiến huyện Quế Châu. Đồng chí Trần Quốc Toàn chúc mừng khi nhận những đóng góp của các đồng chí đối với Đảng, đây không chỉ là vinh dự tự hào của cá nhân và gia đình các đảng viên mà còn là niềm vinh dự của Đảng bộ chính quyền địa phương. Đồng chí chúc các đảng viên được nhận huy hiệu Đảng luôn mạnh khỏe, trường thọ, gia đình hạnh phúc, tiếp tục phát huy trí tuệ, kinh nghiệm, đóng góp nhiều ý kiến quý báu cho Đảng, xây dựng quê hương ngày thêm giàu đẹp. Chiều nay tại thành phố Hải Phòng, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân các tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương, Hưng Yên và thành phố Hải Phòng tổ chức diễn đàn liên kết phát triển khu công nghiệp trục cao tốc phía Đông. Dự diễn đàn về phía tỉnh Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Lê Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng một số sở ngành, ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh, hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, chủ đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Diễn đàn nhằm cung cấp bức tranh toàn cảnh về đầu tư phát triển hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các tỉnh trục cao tốc phía Đông cho các nhà đầu tư, các tổ chức xúc tiến đầu tư và các tổ chức có liên quan. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp 4 tỉnh nằm trên trục cao tốc phía Đông liên doanh, liên kết, kết nối với nhau để khai thác hiệu quả nguồn lực đầu tư, cơ sở vật chất của từng đơn vị, nguồn hàng, các dịch vụ hỗ trợ khác nhằm mở rộng mạng lưới cung ứng dịch vụ, nâng cao khả năng cạnh tranh, giảm chi phí vận tải, chi phí trung gian của các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng trong nước và toàn cầu. Qua diễn đàn, các nhà đầu tư hạ tầng khu công nghiệp cung cấp thông tin về các khu công nghiệp của các địa phương trong trục cao tốc phía Đông cho các nhà đầu tư, các tổ chức xúc tiến đầu tư và các cơ quan có liên quan. Các nhà đầu tư hạ tầng khu công nghiệp chia sẻ về tiềm năng phát triển, kinh nghiệm vận hành các khu công nghiệp, thảo luận về các vướng mắc, cản trở pháp lý trong phát triển khu công nghiệp và đề xuất các giải pháp tháo gỡ. Thảo luận và đề xuất các giải pháp tăng cường kết nối giữa các khu công nghiệp và hạ tầng có liên quan, cung cấp thông tin giới thiệu về một số xu hướng trong phát triển khu công nghiệp như xanh hóa, phát triển bền vững, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường, kinh tế tuần hoàn. Nhân dịp này, các địa phương đã tổ chức triển lãm về các khu công nghiệp trong trục cao tốc phía Đông. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Bảo tàng tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên phối hợp với Hội Mỹ thuật Việt Nam tổ chức khai mạc và trao giải triển lãm mỹ thuật khu vực Đồng bằng sông Hồng lần thứ 28 năm 2023. Tới dự có các đồng chí nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam, họa sĩ Lương Xuân Đoàn, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam. Về phía tỉnh Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban tổ chức triển lãm, đồng chí Đào Hồng Vận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy. Triển lãm là sự kiện thường niên của giới mỹ thuật khu vực Đồng bằng sông Hồng nhằm thúc đẩy hoạt động sáng tác mỹ thuật, là dịp để các họa sĩ gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong sáng tác, đồng thời đưa các tác phẩm mỹ thuật đến gần hơn với công chúng. Triển lãm giới thiệu gần 200 tác phẩm hội họa và điêu khắc của 186 tác giả là hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam và hội viên cộng tác viên thuộc Hội Văn học Nghệ thuật 9 tỉnh thành phố khu vực Đồng bằng sông Hồng gồm Hưng Yên, Hải Dương, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Bắc Ninh, Quảng Ninh và Hải Phòng. Rất là vui và vinh hạnh được về Hưng Yên để dự triển lãm với các bạn đón tiếp rất là chu đáo, không gian trưng bày tranh rất là đẹp và có rất là nhiều những tác phẩm đa dạng về chất liệu. Các họa sĩ đã rất chịu khó đi sâu vào đời sống xã hội của nhân dân và đặc biệt là số lượng tranh tham gia mà vẽ về đề tài mũi nhọn, bảo vệ tổ quốc, đề tài chuẩn bị chiến đấu, đề tài lực lượng vũ trang, cũng như là lao động sản xuất và đời sống sinh hoạt đời thường. Phát biểu chào mừng triển lãm mỹ thuật khu vực Đồng bằng sông Hồng lần thứ 28, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban tổ chức triển lãm, giới thiệu khái quát về truyền thống lịch sử và văn hóa, những thành tựu trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hưng Yên trong những năm gần đây, đồng thời khẳng định tỉnh Hưng Yên luôn dành sự quan tâm đến các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật nói chung và mỹ thuật nói riêng. Kết thúc sự kiện khai mạc triển lãm, ban tổ chức đã trao 11 giải, trong đó có 2 giải B,
3 giải C và 6 giải khuyến khích, đồng thời công bố kết quả 24 tác giả là hội viên, cộng tác viên thuộc Hội Văn học nghệ thuật địa phương được Hội đồng nghệ thuật giới thiệu dự giải thưởng Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam năm 2023. Tỉnh Hưng Yên có một tác giả đoạt giải B, giải cao nhất của triển lãm, đó là họa sĩ Nguyễn Thái Cớ với tác phẩm tranh sơn mài Hội cầu mưa. Bức tranh với đề tài dân gian đã toát lên được những giá trị văn hóa đặc sắc của mảnh đất và con người Hưng Yên. Chủ đề mà có trong những cái câu chuyện dân gian, những cái câu chuyện đời sống ở làng xã, ở trong cái lễ hội ở những cái địa phương của Hưng Yên mình. Cái chất liệu là sơn mài. Sơn mài là cái chất liệu hội họa truyền thống của Việt Nam. Triển lãm mỹ thuật khu vực đồng bằng sông Hồng lần thứ 28 năm 2023 mở cửa đón khách tham quan từ ngày 31 tháng 8 đến hết ngày 10 tháng 9 tại Bảo tàng tỉnh Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua, thành phố Hưng Yên tích cực thực hiện chỉnh trang đô thị, trang hoàng băng rôn khẩu hiệu cờ hoa rực rỡ chào mừng kỷ niệm 78 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9. Trong dịp này, Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh thành phố Hưng Yên dựng 3 tấm pano lớn ở các đầu cửa ngõ của thành phố, 50 pano cỡ nhỏ ở giữa giải phân cách, 300 pano vẫy trên các cột đèn, 60 băng rôn, 500 cờ các loại trên các tuyến phố chính của thành phố Hưng Yên, tuyên truyền người dân cho cờ Tổ quốc trước cửa nhà. Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Hưng Yên đã trồng bổ sung hơn 27.000 cây hoa các loại ở giải phân cách giữa đường và khu vực quảng trường Nguyễn Văn Linh, các công viên, bồn hoa, cắt tỉa hệ thống cây xanh, sửa chữa và thay mới các bóng đèn thuộc hệ thống chiếu sáng, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện vệ sinh môi trường, đô thị, đảm bảo cảnh quan môi trường, sạch đẹp. Tất cả tạo nên khung cảnh trang hoàng rực rỡ chào mừng lễ độc lập của dân tộc. Thành phố Hưng Yên đang hướng tới mục tiêu trở thành đô thị loại 2 trực thuộc tỉnh vào năm 2025 như nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên đã đề ra. Điện lực Mỹ Hào đã khắc phục nhanh sự cố và các khiếm khuyết trên lưới, bên cạnh đó lắp đặt bổ sung nhiều trạm biến áp nhằm nâng công suất đảm bảo cung cấp điện an toàn cho nhân dân dịp quốc khánh mùng 2 tháng 9. Trong đó đã khắc phục nhanh các sự cố điện do sét gây ra trên địa bàn các phường Minh Đức và Bần Yên Nhân bằng việc sửa chữa thay thế trạm biến áp và xứ cách điện cho đường dây truyền tải 35 kV. Việc lắp đặt trạm biến áp mới và thay thế xà xứ hư hỏng do sét gây ra đã được hoàn thành và cấp điện lại cho nhân dân trên địa bàn. Bên cạnh đó, đơn vị đầu tư trên 60 tỷ đồng lắp đặt bổ sung 6 trạm biến áp với tổng công suất được bổ sung là trên 2,2 MW. Điện lực Mỹ Hào xử lý khiếm khuyết đối với 19 hạng mục hệ thống điện trên địa bàn nhằm đảm bảo cấp điện an toàn và ổn định cho nhân dân dịp quốc khánh mùng 2 tháng 9. Việc ứng dụng đo xa đối với 100% trạm biến áp cũng như sử dụng công tơ điện tử cũng góp phần giúp phát hiện lệch pha, lệch tải tức thì, giảm sự cố điện trong thời điểm việc sử dụng tăng cao. Trước và trong 4 ngày nghỉ lễ quốc khánh, các doanh nghiệp vận tải khách bằng ô tô đang tăng cường số đầu xe, tăng chuyến nhằm phục vụ nhân dân di chuyển bằng các phương tiện công cộng được thuận tiện, giảm ách tắc và cam kết không chở quá số người quy định, đảm bảo an toàn vận tải ngày lễ. Ông Nguyễn An Khánh cùng vợ và các con cháu trong gia đình hiện trú tại huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội, mỗi dịp về thăm quê tại huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình thì đều đi xe khách về bến xe Triều Dương. Ông Khánh đánh giá đi xe tiện đường và chất lượng giá cả hợp lý, đảm bảo an toàn. Thì gia đình tôi là ở trên Hà Nội thường xuyên là đi về theo cái tuyến trên Hà Nội Hưng Yên này. Về đây tôi còn một tuyến nữa về Thái Bình. Thế thì cái chất lượng phục vụ của sĩ tôi thấy được là cái chất lượng rất là tốt, đảm bảo được về mặt thời gian, giờ giấc cũng như là cái trong quá trình hành trình trên đường đi thì đảm bảo tốt. Công ty tôi quán triệt lái xe là không rượu bia, rồi thì nhà xe đã trang bị đầy đủ từ thiết bị phòng cháy chữa cháy và hành khách đều thoát ra an toàn đầy đủ, đảm bảo an toàn và tính mạng con người trên xe. Hiện trên địa bàn tỉnh đang có 6 bến xe khách đang hoạt động với trên 50 doanh nghiệp kinh doanh vận tải khách bằng ô tô. Các bến hiện đang khai thác trên 40 tuyến cố định và gần 10 tuyến xe buýt. Trong đó có những tuyến chính gồm Hưng Yên,
Thành phố Hồ Chí Minh, Hưng Yên, Hà Nội, Hưng Yên đi các tỉnh vùng núi phía Bắc như Lạng Sơn, Hòa Bình và Sơn La và đi các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên như Hưng Yên, Nghệ An, Hưng Yên, Đắk Lắk. Riêng các chuyến đi từ Hưng Yên tới Hà Nội và ngược lại đều được các nhà xe tăng từ 5 đến 7 chuyến một ngày. Cùng với Ban Điều hành Vận tải và Kiểm tra Tải trọng xe, Sở Giao thông Vận tải Hưng Yên, doanh nghiệp kinh doanh khai thác bến xe cũng tăng cường công tác đảm bảo an toàn dịp lễ Tết. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Sở Giao thông Vận tải về công tác đảm bảo an toàn giao thông trong dịp lễ này thì ban cũng có các công văn văn bản gửi xuống các bến xe khách trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt các nội quy quy chế cũng như thực hiện công tác đảm bảo an toàn giao thông, kiểm tra chặt chẽ tất cả các xe trước khi cho xuất bến. Thứ nhất về điều kiện của xe, hay về điều kiện về con người, tăng cường kiểm tra về thiết bị giám cũng như là camera giám sát trên xe đủ điều kiện thì mới cho xe xuất bến. Được biết trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh, hãng taxi xanh SM hoạt động trên địa bàn tỉnh Hưng Yên cũng tăng đầu xe trong dịp nghỉ lễ này. Đối với khách hàng khi đi trên 25 km sẽ được giảm 23% đến 50% giá cước, trong đó áp dụng tối đa cho khách hàng là học sinh, sinh viên và người tham gia các tour du lịch đăng ký đi từ trường về nhà hoặc là ngược lại. Dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay kéo dài 4 ngày. Đồng thời, tháng 9 cũng là tháng cao điểm về an toàn giao thông khi lượng người tham gia giao thông tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Nên những ngày này, lực lượng cảnh sát giao thông đã tăng cường tuần tra kiểm soát nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Trên tuyến quốc lộ 5, lưu lượng tham gia giao thông đông trong những ngày lễ, nên việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến đã được lực lượng chức năng tăng cường kiểm soát, trong đó chú trọng vào các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới tai nạn và ùn tắc giao thông như vi phạm quy định nồng độ cồn, ma túy, tốc độ. Thực hiện kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông của lãnh đạo phòng cảnh sát giao thông tỉnh Yên, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1 đã thường xuyên tuần tra kiểm soát lưu động dọc tuyến này, thường xuyên lập các cái chốt kiểm tra nồng độ cồn, kiểm tra tốc độ để đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho bà con yên tâm nghỉ lễ. Giám đốc Công an tỉnh đã yêu cầu phòng cảnh sát giao thông công an các địa phương chủ động xây dựng phương án tổ chức giao thông an toàn, thông suốt, nhất là trên tuyến khu vực có nguy cơ cao xảy ra tai nạn, ùn tắc giao thông, các trục chính ra vào tỉnh, các tuyến quốc lộ, các đầu mối giao thông trọng điểm, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý nghiêm các vụ tụ tập gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép, cương quyết xử lý, chấn áp những đối tượng có hành vi chống người thi hành công vụ. Lực lượng cảnh sát giao thông đã bố trí là cán bộ chiến sĩ là thường xuyên tuần tra kiểm soát các cái điểm đen, điểm tiềm ẩn có nguy cơ xảy ra là tai nạn giao thông trên tuyến. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật an toàn giao thông, hỗ trợ giúp đỡ người dân đi lại trong dịp nghỉ lễ bằng những hành động thiết thực, góp phần giúp người dân giảm bớt vất vả khó khăn trong quá trình di chuyển, tuyên truyền để nhân dân thực hiện hiệu quả đã uống rượu bia không lái xe. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.